đường từ xã Hòa Bình, Phạm Hòa đến về thị trấn Trại Mấy ngày giãn cách như thế nào? Mình một xe luôn. Chợ Mới ngày giãn cách thì lưu thông ngoài đường các bạn. Thank you.
hết địa phận xã Hòa Bình. Mình bước vào địa phận xã Long Kiến. Chung chứ mình giả là chung. Địa phận xã Hành Trung. Hành Trung là xã Long Kiến. Rồi. Chợ ăn khách. Mình quay cho các bạn biết chợ mới ngày giãn cách ngoài đường như thế nào. Đang gặp mấy công an giờ mấy ảnh nghỉ rồi.
buổi trưa rồi. Người dân không ra đường khi không thật sự cần thiết.
báo đoạn đường sạt lở luôn các bạn ơi. Đây, đoạn sạt lở. Quay một mình chạy nên có đoạn rung hoặc là nghiêng, các bạn thông cảm nha. Cố gắng ra video cho các bạn biết tình hình ở mới ngày giãn cách như thế nào, nên thực hiện cái đoạn chạy xe một tay. Bà về tìm đi luôn đường này.
Dạ Long Điền B. Thank you.
các bạn ơi. Chạy cũng 30 phút rồi, hơn 30 phút.